chào quý vị và các bạn, tôi là Hồng Quyên từ Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Người Việt Nam Châu. Chương trình hôm nay, ngày 4 tháng 8 năm 2013, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Doanh nghiệp Việt Nam và Singapore tiếp xúc tìm hiểu cơ hội đầu tư. Chương trình Cơm Có Thịt từ Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật đồng hành cùng Visa Cup 2013. Gặp gỡ người giáo viên tình nguyện tại trường Việt ngữ Đức Viên, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, đại diện của khoảng 50 doanh nghiệp cùng hơn 100 chuyên gia Việt Nam và Singapore đã tham dự sự kiện Kết nối kinh doanh 2.0 do Hội Chuyên gia Người Việt tại Singapore tổ chức. Kết nối kinh doanh 2.0 là sáng kiến hay để kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ tài chính của Singapore. Khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam cũng như 10 công ty và 15 quỹ đầu tư của Singapore đã tham dự sự kiện Kết nối kinh doanh 2.0 năm nay. Sự kiện nhằm kết nối các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các đối tác kỹ thuật tiềm năng cũng như các quỹ đầu tư tại Singapore. Vào những ngày hè cuối tuần ở vùng Siberia, những du học sinh Việt tại Liên bang Nga đã có dịp xa rời cái ồn ào náo nhiệt của thành phố để tìm về chốn bình yên tĩnh lặng của những khu vườn ngoại ô của Liên bang Nga. Đến với những khu vườn của những người dân ở vùng ngoại ô nước Nga, các du học sinh Việt Nam đã cùng nhau tưới nước, dọn cỏ cho khu vườn. Khu vườn mà các du học sinh Việt nhận chăm sóc rộng chừng 1.000 mét vuông, nhưng cũng có đầy đủ tất cả các loại rau quả đặc trưng của miền quê nước Nga. Khoai tây, cà rốt, dưa chuột, cà chua, dâu tây, mâm xôi, phúc bồng tử, anh đào. Những du học sinh tham gia vào chuyến đi lần này đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi được tự mình tham gia vào công việc thú vị ở vùng ngoại ô của Liên bang Nga. Sau khi đồng hành cùng Visa Got Talent, các thành viên chương trình Cơm Có Thịt của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật tiếp tục ra sân cùng Visa Cup vòng chung kết. Nhận được thông tin ngày tổ chức diễn ra sự kiện Visa Cup 2013, các thành viên chương trình Cơm Có Thịt đã chuẩn bị cánh hàng chỉ có xôi, chè đậu đen, nước đá bào kakigori 3 màu, nước tăng lực và nước suối. Mục đích của việc làm này là để các cầu thủ lót dạ trong ngày thi đấu. Ban tổ chức Visa Cup cũng như các cầu thủ đã ủng hộ nhiệt tình cho chương trình. Trong đêm chung kết Visa Got Talent 2013 diễn ra vào ngày 11 tháng 8 tới, ban tổ chức chương trình cũng quyết định dành toàn bộ lợi nhuận thu được cho chương trình Cơm Có Thịt. Quý vị và các bạn thân mến, trường Việt ngữ Đức Viên là cái nôi đầu tiên của việc dạy học tiếng Việt tại San Jose, Hoa Kỳ. Trong tiểu mục Điểm nhấn cộng đồng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với San Jose, California, nước Mỹ để cùng gặp gỡ với một giáo viên tình nguyện tại trường Việt ngữ này. Trường Việt ngữ Đức Viên nằm trong khuôn viên ngôi chùa cùng tên tại số 2420 đường McLaughlin, thị trấn San Jose, Hoa Kỳ. Đây là nơi đặt nền móng cho lớp học tiếng Việt đầu tiên của cộng đồng người Việt tại San Jose do sư bà Thích Đàm Lựu thành lập từ năm 1986. Giờ đây, lớp học Việt ngữ ấy đã phát triển thành một trường học khang trang với 22 lớp và gần 500 học sinh mỗi khóa. Tính đến nay, cô giáo Lan Hương đã gắn bó với trường Việt ngữ Đức Viên được 16 năm. Dù bận bề với công việc và gia đình, cô vẫn dành riêng 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật để đứng lớp dạy học cho các em. Mình rất thích dạy ở đây là tại vì mình muốn thế hệ trẻ Việt ở hải ngoại để giữ được truyền thống của người Việt Nam thì phải biết giữ được tiếng nói, tức là tiếng Việt. Cho nên mình cũng mong muốn là ít nhiều được dạy dỗ các em, chia sẻ với các em để các em vẫn nhớ đến tiếng Việt, đến tổ quốc, đến dân tộc Việt Nam. Mình phải dùng đủ mọi cách để mà làm cho các em thích thú đến trường và học tiếng Việt. Cô Hương cho biết, các học sinh ở trường Việt ngữ Đức Viên hiện dao động từ 6 đến 17 tuổi. Việc dạy chữ cho các em không hề dễ dàng bởi hầu hết các em đều sinh ra ở Mỹ và không có nhiều điều kiện để rèn luyện tiếng Việt thường xuyên. Tuy nhiên, tấm chân tình, sự bền bỉ cũng như các giáo viên của trường Việt ngữ Đức Viên đã khiến cho các vị phụ huynh ở đây vô cùng trân trọng. Bộ giáo viên cũng như thầy cô ở đây đến đây làm là thiện nguyện. Người ta không có lãnh một cái đồng lương nào hết, nhưng mà người ta đến với cái tấm lòng cho cái thế hệ con em của mình tương lai thì nói vậy cho cuộc sống ở đâu cũng vậy, nhất là ở hải ngoại rất là mình bận. Thứ nhất là về
cái kế sinh nhai, đồng tiền phải làm, nhưng mà mấy cô mấy thầy luôn luôn bỏ thời giờ ra, không những giải giảng các em còn chấm bài, lại còn họp hành rất rất là nhiều nhiều thời giờ. Cô giáo Hương có lẽ chỉ là một ví dụ điển hình trong số hơn 50 giáo viên thiện nguyện đang giảng dạy tại trường Việt ngữ Đức Viên. Hàng trăm thế hệ học sinh đến và đi mang theo những con chữ và cả sự lưu luyến với ngôi trường nhỏ. Nhiều em trưởng thành từ nơi đây đã quay trở lại trường tình nguyện làm trợ giảng. Cứ thế, họ cứ tiếp nối dòng chảy không ngừng ấy để giữ gìn cho ngôn ngữ dân tộc, mãi lưu truyền trong cộng đồng người Việt tại San Jose. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ với giáo sư Vũ Đức Vượng, người kết nối những học sinh Việt Nam tại nước ngoài. Thưa quý vị, hơn 40 năm sinh sống và giảng dạy tại Mỹ, giáo sư Vũ Đức Vượng đã không ngừng đưa những lớp học trò nước ngoài về Việt Nam để các em trải nghiệm và hiểu được đất nước hình chữ S qua những chuyến đi thực tế. Phóng viên kênh VTC10 Nét Việt đã có buổi trò chuyện với giáo sư Vũ Đức Vượng tại Mỹ. Ông có thể giới thiệu xem là ở Hà Nội thì ông có bao nhiêu học trò? Cái trường của chúng tôi rất là nhỏ, chúng tôi có 15 học sinh. Với lại trường độ 10 nhân viên với giáo viên lo cho 15 em. Các em thì đến từ khắp miền trong nước Mỹ đó. Có những em đến từ miền Đông, miền Nam, có mấy em miền Cali, miền Tây đấy nữa. Thành thử ra cái chương trình nó mở rộng cho tất cả các học sinh trung học của Mỹ, lớp 11, lớp 12, có thể sang Việt Nam học tiếng Việt, văn hóa Việt, mà đồng thời vẫn học chương trình của Mỹ của các em, thành ra không mất năm nào cả. Đó. Người ta rất lạ khi mà nhìn thấy những cái cô cậu học trò hoàn toàn là Tây Phương đến Việt Nam để học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ạ. Động lực nào khiến ông từ một giáo viên đang dạy ở trường của Mỹ, các em học sinh của Mỹ lại mang chính các em đó trở về đất nước mình để dạy họ về văn hóa Việt Nam? Như vậy thì bao giờ nó cũng nhiều cái hay hơn ở cái chỗ là các em mới trải nghiệm được cái cuộc sống ở Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam, các gia đình Việt Nam, đồng thời đi tham quan nhiều nơi trong Việt Nam. Thì như vậy là nó quá lý tưởng đi, cái giáo dục mà được đi đến nơi như vậy đó. Thành ra không có lý gì mà không tiếp tục mà làm cái công việc đó. Trong cái trường hợp của tôi đó thì dĩ nhiên tôi là người sinh ra Việt Nam, lớn lên Việt Nam, nhưng mà tôi đã ra khỏi Việt Nam cũng lâu năm rồi. Thành ra sinh hoạt ở bên nước ngoài. Nhưng mà bây giờ là một cái dịp để mà giới thiệu nước Việt Nam một cách nghiêm chỉnh, một cách rõ ràng, một cách cặn kẽ đó, mà nó lại lâu dài nữa đó, cho những cái người thế hệ rất trẻ nhé, các em đang học trung học. Nhưng mà chắc chắn rằng là không dễ dàng gì khi mà ông thuyết phục được mười mấy gia đình người Mỹ ở đây cho con em về một đất nước xa lạ mà họ chưa bao giờ, có nhiều người chưa bao giờ đặt chân tới ạ. Vậy cái khó khăn ban đầu của ông là như thế nào? Nghe nói thì nó khó nhưng mà cũng không khó lắm. Là tại vì thế này, ở bên Mỹ này đó thì có một số các phụ huynh họ rất muốn cho con em họ trưởng thành, họ tự lập. Thành ra lúc mà đến cái tuổi mà cuối những cái cấp 3 đã trung học đó thì là cái lúc mà các em sắp ra khỏi nhà rồi. Thành ra có nhiều gia đình họ cũng thấy là đây là đến lúc nên đi. Với thứ hai đó là Việt Nam mình giúp cho các em này một cái môi trường hoàn toàn khác. Cảm ơn ông rất nhiều vì cái việc đã dành thời gian để làm những công việc có ích cho Việt Nam. Cô gái xinh xắn này là Bùi Ngọc Thùy Dương, đã có 9 năm sống và học tập tại Mỹ. Thùy Dương nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh tại đây không chỉ bởi ngoại hình xinh mà còn bởi tài năng diễn xuất. Dương hiện là sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật tài chính tại Mỹ. Những hình ảnh về cô gái xinh đẹp này cũng sẽ thay cho lời chào kết của chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay. Hồng Quyên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.